và Trung xin kính chào quý vị. Mục tiêu chuyên đề ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị một bài viết mà tiêu đề như sau: Nicaragua nâng cấp quan hệ với Trung Quốc, Mỹ trật vật ở khu vực sân sau. Kính thưa quý vị, Nicaragua vừa nâng cấp quan hệ với Trung Quốc, tìm kiếm hỗ trợ tài chính trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Nicaragua có tầm quan trọng chiến lược đối với Trung Quốc do nằm gần Hoa Kỳ động thái nâng cấp ngoại giao giữa hai nước cũng diễn ra trong bối cảnh mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đáng kể đối với nicaragua thách thức ngoại giao đối với washington xảy ra vào thời điểm trung quốc và nga những đối thủ toàn cầu chính của họ đang tiến vào khu vực vốn được coi là sân sau của mỹ Thưa quý vị, vào thứ Tư ngày 20 tháng 12, Trung Quốc và Nicaragua đã nâng cấp quan hệ song phương, tạo tiền đề cho gã khổng lồ châu Á cung cấp thêm hỗ trợ kinh tế cho quốc gia Trung Mỹ bị trừng phạt và thúc đẩy tham vọng chiến lược của Bắc Kinh ở sân sau của Hoa Kỳ, theo hãng tin đòi tật. Bắc Kinh và Managua tái lập quan hệ ngoại giao vào năm 2021 sau khi Nicaragua cắt đứt quan hệ với Đài Loan. Động thái mà các quan chức Mỹ cho là do sự hấp dẫn của triển vọng đầu tư mới từ Trung Quốc sau khi các nước phương Tây trừng phạt chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega vì vi phạm nhân quyền. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nicaragua nhân dịp kỷ niệm 2 năm nối lại quan hệ ngoại giao. Theo đó, ông Tập cho biết Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc-Nicaragua sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 sang năm. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã trở thành nhà đầu tư lớn cho các quốc gia thuộc khu vực Trung Mỹ và Mỹ Latin. Bắc Kinh có thể cung cấp cho Nicaragua sự hỗ trợ tài chính đáng hoan nghênh trong khi Hoa Kỳ tăng áp lực kinh tế lên chính quyền tổng thống Ortega. Nicaragua cũng phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ Canada, Vương quốc Anh và các quốc gia châu Âu. Vào tháng 3 2023, báo cáo điều tra của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc kết luận rằng chính phủ Nicaragua đã thực hiện các hành vi vi phạm nhân quyền trên diện rộng và có hệ thống dẫn đến tội ác chống lại loài người. Năm 2018, chính phủ của ông Ortega đã tiến hành một cuộc đàn áp tàn bạo đối với các cuộc biểu tình chống chính phủ, điều mà họ coi là bất hợp pháp và đã bỏ tù hàng chục nhân vật đối lập mà các quan chức cáo buộc đã xúi dục đảo chính. Các nhóm nhân quyền đã tố cáo những hành động này là sự đi xuống chế độ độc tài. Trong một tuyên bố trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố họ ủng hộ mạnh mẽ Nicaragua trong việc kiên định tiến tới chương trình nghị sự chính trị trong nước và kiên quyết phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ của Nicaragua bởi các thế lực bên ngoài. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Nicaragua nhắc lại rằng họ sẽ không có bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào với Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan chỉ trích những bình luận này và nói rằng ông Ortega đã chuyển sang Trung Quốc vì lợi ích cá nhân. Nicaragua có tầm quan trọng chiến lược đối với Trung Quốc do nằm gần Hoa Kỳ. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã tăng cường can dự ngoại giao trên toàn khu vực, thiết lập quan hệ ngoại giao với Honduras, nước láng giềng của Nicaragua, vào tháng 5 và đề nghị hỗ trợ cho Cuba và Venezuela gần đó hai quốc gia Mỹ Latin này vốn bị cô lập về mặt ngoại giao. Động thái nâng cấp ngoại giao giữa Trung Quốc và Nicaragua cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đáng kể đối với Nicaragua. Vào tháng 3, trang tin Politico của Mỹ cho biết, nước Mỹ đối phó với một nhà độc tài Nicaragua, nó đã không diễn ra như mong đợi. Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden chật vật để thúc đẩy chương trình dân chủ trên khắp châu Mỹ Latin. Chính quyền Tổng thống Biden cho rằng, chiến dịch gây áp lực lên Nicaragua có thể sẽ đạt được một số lực kéo khi chính phủ độc tài của quốc gia Trung Mỹ này bàn giao 222 tù nhân chính trị cho Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 2. Theo New York Times, trong số 222 tù nhân này có một công dân Mỹ. Thỏa thuận này đánh dấu một trong những vụ phóng tích tù nhân lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến Hoa Kỳ. Politico dẫn lời Eddie Acevedo, cựu nhân viên của Đảng Cộng Hòa ở đồi Capitol, người đã giúp xây dựng chính sách của Mỹ đối với Nicaragua trong 7 năm qua, cho biết. Đối với các tù nhân thì điều đó tốt, đối với đất nước điều đó thật tồi tệ. Ông Ortega vừa trục xuất toàn bộ phe đối lập của mình. Điều gì xảy ra nếu điều này được nhân rộng ở các nước khác? Trang tin Politico dẫn nguồn tin các quan chức chính quyền Mỹ cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục hoặc có thể tăng cường chiến dịch gây áp lực lên Nicaragua và có thể bổ sung các biện pháp trừng phạt mới. Tuy nhiên, Mỹ đang chật vật để bảo vệ và thúc đẩy nền dân chủ không chỉ ở Nicaragua mà trên khắp châu Mỹ Latin. Các nền dân chủ ở Peru và Brazil đã trao đảo. Quan hệ với Mexico đang căng thẳng. Những thách thức ngoại giao này đối với Washington xảy ra vào thời điểm Trung Quốc và Nga, những đối thủ toàn cầu chính của họ đang tiến vào khu vực vốn được coi là sân sau của Mỹ. Politico dẫn lời cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ Rebecca Bill Chavez cho biết, Chúng ta đang chứng kiến một xu hướng đáng lo ngại hướng tới chủ nghĩa độc tài và các cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào các thể chế dân chủ ở các nước láng giềng của Nicaragua như Guatemala và El Salvador. Nicaragua là một trường hợp thử nghiệm, Washington đã dành rất nhiều nỗ lực để làm suy yếu và gây ảnh hưởng đến chế độ Ortega, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu. Một tình huống có thể đang được các nước khác trong khu vực theo dõi. Một số tù nhân được phóng tích và hiện ở Mỹ đang thúc giục chính quyền Tổng thống Biden tiếp tục gây áp lực lên chế độ độc tài mà họ hy vọng sẽ làm suy yếu từ nước ngoài. John Sebastian Chamorro, cựu ứng cử viên Tổng thống Nicaragua, mới được trả tự do cho biết. Chúng tôi không phải là phần quan trọng nhất của câu chuyện. Phần quan trọng nhất của câu chuyện là không có quyền tự do nào ở Nicaragua. Không có tự do, không có dân chủ. Mối liên hệ Mỹ-Nicaragua bắt đầu giãn nứt hơn một thập niên trước khi có thông tin rõ ràng rằng ông Ortega một cựu phiến quân đã chiến đấu với một nhà độc tài Nicaragua khác sẽ không rời bỏ chức vụ tổng thống. Mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn trong 5 năm qua khi tổng thống Ortega và vợ là bà Murillo, phó tổng thống, tăng cường kiểm soát và củng cố quyền lực. Vào năm 2021, căng thẳng giữa Mỹ và Nicaragua đã leo thang sau khi ông Daniel Ortega đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp. Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi cuộc bầu cử mà ông Ortega chiến thắng là màn kịch câm vào năm 2018, chính quyền Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và các hình phạt khác chủ yếu nhắm vào các cá nhân như bà Murillo. Năm 2018 cũng là năm mà chế độ Ortega đàn áp thô bạo các cuộc biểu tình lan rộng ở đất nước. Trong cuộc khủng hoảng chính trị này, hàng trăm sinh viên Nicaragua đã thiệt mạng khi cảnh sát trấn áp người biểu tình chống chính phủ. Ngày 14 tháng 7, 2018, sau một cuộc tuần hành và tổng đình công làm tê liệt phần lớn đất nước Nicaragua, người dân thủ đô Managua đã xuống đường để đòi Tổng thống Daniel Ortega phải từ chức. Cuộc khủng hoảng đã khiến khoảng 270 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương khi các lực lượng trung thành với chính phủ đàn áp những người phản đối. Người biểu tình cáo buộc ông Ortega chịu trách nhiệm về cái chết của 270 người về từ đầu cuộc khủng hoảng và việc đàn áp đối lập cũng như tấn công đẫm máu vào giới sinh viên. Vào tháng 6 năm 2021, Ngoại trưởng Anthony Blinken nói với người đồng cấp Nicaragua rằng Hoa Kỳ có thể giảm nhẹ những hình phạt đó nếu Nicaragua quay trở lại dân chủ và cải thiện thành tích nhân quyền của mình. Thông điệp của ông Blinken không thể lay chuyển được cặp đôi quyền lực cầm quyền. Trong vài tháng tiếp theo, ông Ortega và bà Murillo bỏ tù nhiều người bất đồng chính kiến trước cuộc bầu cử. Hoa Kỳ đáp trả bằng cách áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một công ty khai thác mỏ thuộc sở hữu nhà nước Nicaragua và cấm cấp thị thực đối với hàng trăm quan chức Nicaragua và người thân của họ. Vào tháng 10, Ông Biden đã ban hành lệnh cho phép chính quyền của ông áp đặt các biện pháp trừng phạt trong tương lai đối với các lĩnh vực kinh tế khác nhau ở Nicaragua, cũng như thương mại và đầu tư. Đây là một mối đe dọa lớn vì nó sẽ phá vỡ một cách hiệu quả thỏa thuận thương mại giữa Hoa Kỳ, Nicaragua và một số quốc gia khác. Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn nhất của Nicaragua. Tuy nhiên, các lựa chọn của Mỹ ở Nicaragua vẫn còn hạn chế. Áp lực trừng phạt ngày càng tăng có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế Nicaragua và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng di cư ở bán cầu. Ông Ortega và bà Murillo có những lựa chọn tiềm năng khác để nhận được sự hỗ trợ quốc tế. Nga và Trung Quốc, chế độ này ủng hộ cuộc chiến ở Nga, ở Ukraine và cho phép Moscow khai triển quân đội và thiết bị quân sự trên lãnh thổ của mình. Vào cuối năm 2021, Nicaragua cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, quay sang ủng hộ Bắc Kinh. Những nhân vật diều hâu như cựu cố vấn an ninh quốc gia chính quyền Trump, John Bolton đã gọi Nicaragua, Cuba và Venezuela là bộ ba chuyên chế vì sự cai trị đàn áp của họ. Hoa Kỳ đã thực hiện các biện pháp đặc biệt khắc nghiệt đối với mỗi bên nhưng không đạt được nhiều thành công. Kính thưa quý vị, mục tiêu chuyên đề hôm nay của DKN đến đây xin tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được những thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất trân quý và mong chờ những đóng góp của quý vị với vai trò cộng tác viên thường xuyên hoặc không thường xuyên. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư contact@dkn.tv. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày vui vẻ, an lành và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà kim long của Tâm Xuân. Trà có vị ngọt bùi, ngậy béo, sắc nước vàng ánh lục, hương thơm sâu và dịu nhẹ. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn.